ngày 13 tháng 11, các đội quản lý thị trường của Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra những cây xăng tạm dừng hoạt động. Sau khi có chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc giám sát, kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Theo đó, đội quản lý thị trường số 14 đã tiến hành kiểm tra cây xăng ở địa chỉ số 592, 594, 596 Nguyễn Văn Bích và cây xăng số 202, 204A Trịnh Đình Trọng, quận Tân Phú. Tiến hành mở bồn xăng dầu để đo kiểm tra số lượng còn lại trong các bồn chứa cũng như các trụ bơm, thì thấy thực tế số lượng xăng trên E5 tại cây xăng số 202, 204A Trịnh Đình Trọng còn 20 lít, bồn xăng trên 95 còn 65 lít, dầu còn khoảng 1.300 lít. Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, quản lý cây xăng 202, 204A Trịnh Đình Trọng cho biết, doanh nghiệp có 3 chi nhánh kinh doanh xăng dầu và hiện tại chi nhánh ở Trịnh Đình Trọng đã hết xăng từ 2 ngày nay, trước thời điểm điều chỉnh giá. Hiện tại cửa hàng chỉ bán dầu. Theo thông tin, trên địa bàn quận Tân Phú có tổng cộng 24 cây xăng, trong đó có 1 cây xăng đã nghỉ kinh doanh và 2 cây xăng thông báo hết xăng. 21 cây xăng còn lại vẫn hoạt động bình thường. Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành kiểm tra một số cây xăng khác như cây xăng số 102 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, cây xăng số 1760 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, nhằm nắm thông tin hoạt động kinh doanh để biết có hay không tình trạng găm hàng, qua đó để có hướng xử lý phù hợp. Cũng trong ngày 13 tháng 11, ghi nhận tại một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng người dân xếp hàng chờ đến lượt đổ xăng vẫn tiếp tục diễn ra. Một vài điểm khống chế số tiền đổ mỗi lượt, đồng thời cũng có nơi tạm đóng cửa và treo biển hết xăng đang chờ nhập hàng.